Câu chuyện, hiếm muộn 5 năm trời mới có con, vợ chưa kịp báo tin vui thì chồng nói một câu khiến vợ phải đắn đo suy nghĩ. Em đã từng nghĩ trên đời này, nếu ông trời lấy đi của người khác thứ này thì sẽ bù đắp bằng thứ khác. Vậy mà bây giờ, cuộc đời em gần như chẳng còn gì nữa các chị ạ. Em và chồng yêu nhau 3 năm mới đi đến kết hôn. Khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương, bọn em đã cùng nhau khởi nghiệp. Thời gian đầu vất vả lắm, tiền không có nên hai đứa chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đi du lịch hay hưởng thụ gì cả. Thậm chí vào những ngày kỷ niệm, bọn em cũng chỉ ăn uống tại nhà thay vì ra nhà hàng để tổ chức. Yêu nhau được mấy năm thì kinh tế của bọn em có ổn định hơn. Lúc này anh chủ động cầu hôn và nhận được lời đồng ý của em. Đám cưới bọn em diễn ra như một cái kết viên mãn dành cho cả hai. Khi đến với nhau hai bọn em chẳng có gì. Vậy mà lúc về chung một nhà đã có xe có nhà, cặp nhẫn cưới cũng là nhẫn kim cương có giá cả 100 triệu. Nhiều người nhìn em trong ngày cưới mà trầm trồ, bảo em tốt phước nên mới lấy được người chồng tốt như vậy. Nhưng mọi người không hiểu, để có được như vậy, chính em cũng phải chầy chật lắm chứ. Kết hôn xong bọn em thả để có con luôn. Chồng em còn trêu, bảo phải đẻ cả một đội bóng mới được. Vì cả hai gia đình đều ít người, ông bà cũng mong cháu lắm rồi. Vậy mà cả năm trời vẫn không có tin vui các chị ạ. Em sợ nên đi khám bác sĩ thì họ bảo do niêm mạc tử cung mỏng, em lại bị buồng trứng đa nang nên chuyện thụ thai mới khó khăn. Chồng em đi khám thì hoàn toàn bình thường. Thành ra nhiều lúc nhìn chồng, em cứ thấy có lỗi vì mỗi chuyện sinh con mà mình cũng không làm được. Những năm đầu, vợ chồng em cũng tìm đủ mọi cách để có thai. Từ việc thả có thai tự nhiên cho đến việc dùng đến y học. Ngay cả việc kích trứng và thụ tinh ống nghiệm, em cũng làm rồi. Người ta thì hiếm muộn vài năm có tin vui, còn em chẳng hiểu sao mà con mãi không đến. Các chị không biết đâu, chuyển phôi xong, em về nhà nằm treo chân không làm gì cả. Mọi sinh hoạt đều thực hiện trên giường và có người phục vụ. Vậy mà cuối cùng em vẫn không thể giữ được thai. Nói thì nhiều người không tin, chứ bụng em tiêm kích trứng cả nghìn mũi, đau đớn và tốn kém lắm. Thấy em như vậy chồng cũng xót xa. Anh còn bảo, thôi em ạ, con cái là lộc trời cho. Mình cứ cố mà không được thì biết làm sao. Anh thấy mình xin con nuôi cũng được. Thời giờ người ta cũng nhận con nuôi nhiều lắm. Em biết, chồng bất lực lắm mới phải nói ra những điều đó. Thế rồi bọn em cũng quyết định đợi vài năm nữa sẽ xin con nuôi. Còn việc chạy chữa để có con, em đã không còn quan tâm đến nữa rồi. Bây giờ khi nào rảnh thì hai đứa đi du lịch. Nếu không bọn em sẽ dành thời gian để hưởng thụ những thứ khác. Chồng em bảo, cứ chơi đến lúc nào chán thì nhận con nuôi cũng được. Vậy mà đợt này em thấy cơ thể mình có nhiều biểu hiện khác lạ. Biết là những biểu hiện ấy thường xuất hiện khi mang bầu, nhưng vì đã từng mừng hột quá nhiều lần, nên lần này em cũng để kệ như vậy. Cho đến hôm vừa rồi, em có lịch đi khám sức khỏe tổng quát. Khi đến phòng chụp X quang, em định vào nhưng lại lăn tăn, nghĩ sợ mình có thai, nên chạy đi mua que thử trước rồi mới chụp chiếu sau cũng không muộn. Thế mà lên hai vạch đỏ chót thật các chị ạ. Lần đầu được cầm que thử thai hai vạch, sau 5 năm kết hôn, em không tin vào mắt mình nữa. Sau khi siêu âm bác sĩ nói em đã có thai được hơn 4 tuần, còn bảo việc có thai của em chẳng khác gì chúng độc đắc, vì chạy chữa bao năm không được, bây giờ thả tự nhiên thế này mà có thì tốt quá. Mặc dù vậy, em vẫn chưa báo tin mình có bầu cho chồng biết. Chỉ còn hơn tháng nữa là sinh nhật chồng, em muốn lúc ấy sẽ lấy chính tin này để làm quà sinh nhật anh. Có lẽ đó sẽ là món quà ý nghĩa nhất. Thế nhưng người tính chẳng bằng trời tính các chị ạ. Dạo này chồng em rất hay đi sớm về khuya, mà hôm nào anh cũng chằn chọc mãi mới ngủ được. Em sợ việc làm ăn của chồng có vấn đề, nên mới gặng hỏi. Không ngờ anh quay sang ôm em và khóc. Anh xin lỗi em, anh sai rồi. Và anh nói mình đã làm một người phụ nữ khác có bầu được 6 tháng. Bây giờ cô ta đòi danh phận, còn bọn em thì dù sao vẫn chưa có con, nên cũng không có sợi dây nào ràng buộc giữa hai đứa. Nghe chồng nói, em biết anh đang có ý định ly hôn. Nhưng làm sao đây, chính em cũng đang có thai cơ mà. Hôm ấy em đã nằm suy nghĩ cả đêm các chị ạ. Em đồng ý ly hôn, cũng không nói về việc mình dính bầu. Nghĩ mà buồn quá các chị ạ. Con em chưa kịp chào đời, đã phải chứng kiến bố mẹ ly hôn. Biết rằng đó là một nỗi bất hạnh, nhưng thà như vậy còn hơn là em phải sống chung chồng với người khác. Có điều khi nghe chuyện, bố mẹ em nhất quyết phản đối. Ông bà bảo con em không có tội, nó xứng đáng được sống trong gia đình đầy đủ cả bố mẹ. Em lăn tăn quá, theo các anh chị em nên giải quyết chuyện này thế nào đây? Câu chuyện, lo hết cho chồng đi nước ngoài, mới được nửa năm nhắn vợ một câu,
bên này tốt lắm anh chẳng về nữa đâu. Từ trước đến giờ, tôi cứ nghĩ gái có công thì chồng không phụ. Vợ chồng lấy nhau ngót nghét cũng được 6 năm rồi. Tôi không nghĩ là chồng mình lại có thể thay đổi một cách nhanh chóng như vậy. Trước đây tôi luôn tự hào vì chồng mình là người đàn ông của gia đình. Người khác có thể ham mê rượu chè hoặc những thú vui khác. Còn riêng chồng tôi, đi đâu cũng phải có vợ đi cùng. Nói ra thì nhiều người không tin, chứ hồi tôi bầu đứa đầu tiên chồng còn ốm nghén hộ nữa. Đợt ấy tôi nghén nặng lắm, vậy mà chẳng hiểu sao chỉ sau vài hôm tôi đỡ hẳn. Bữa ấy đang ăn cơm chồng tôi bỗng bụng miệng lại, rồi chạy vào nhà vệ sinh. Mẹ chồng tôi ngồi ngay đó bà cười tủm tỉm. Trần đời sống mấy chục năm rồi, bây giờ mới thấy cảnh chồng nghén hộ vợ đấy. Quả thật, những ngày sau đó chồng tôi nghén đủ thứ. Anh thèm ăn chua lại sợ những đồ dầu mỡ. Đến khi tôi sinh xong, những triệu chứng ấy của chồng mới biến mất. Tôi nuôi con vất vả lắm, hai đứa thì đứa nào cũng ngủ ngày cày đêm. Trẻ con mà, mỗi đứa mỗi tính. Mẹ chồng tôi bị bệnh huyết áp nên gần như không thể hỗ trợ được gì. Thế là tối đến chỉ có hai vợ chồng tôi thay phiên nhau chăm con. Được mấy hôm thì mẹ chồng tôi sót con trai, bà không muốn con phải đi làm ban ngày, rồi đêm lại thức như vậy. Thế rồi hôm ấy nhân bữa cơm, mẹ chồng tôi mới nói ý. Chồng con nó đã đi làm cả ngày, áp lực công việc bao nhiêu, vậy mà con còn nỡ để nó thức đêm bế con nữa. Mình là người làm mẹ, phải tự biết chăm con chứ. Tôi làm dâu nên cũng chẳng dám nói câu nào. Không ngờ chồng lại bênh vực, anh bảo thẳng với mẹ. Mẹ đừng có tư tưởng ấy. Con là con chung, ban ngày vợ con cũng phải chung rồi còn gì. Vậy là từ đó mẹ chồng tôi không can thiệp về vấn đề chăm con nữa đấy. Bình thường vợ chồng tôi cũng gọi là đủ tiền để trang trải sinh hoạt chứ không phải giàu có gì. Thấy vợ con thiệt thòi hơn so với người khác, chồng tôi lúc nào cũng đau đáu về việc làm giàu. Cách đây hơn một năm, anh về nhà bảo sẽ mở quán ăn với bạn. Thời điểm đó làm ăn khó khăn, tôi đã gàn nhưng chồng nhất quyết không nghe. Anh còn bảo đấy là thời cơ, nếu mình không làm thì sợ sẽ mất cơ hội. Kết quả là quán mở ra mà chẳng có khách, chúng tôi lỗ gần 300 triệu. Đối với người khác, có thể đó là con số không nhiều. Nhưng với vợ chồng tôi thì 300 triệu là khoản tiền tiết kiệm suốt ngần ấy thời gian bên nhau. Vì việc này nên chồng tôi luôn cảm thấy có lỗi với vợ. Hồi Tết năm ngoái, anh về nhà và bảo sẽ đi học tiếng để sang nước ngoài làm việc. Bạn bè anh đã có vài người đi rồi, chỉ tốn chi phí lúc đầu, còn việc kiếm được tiền là chắc chắn. Sợ tôi không tin, chồng còn cho tôi nói chuyện với mấy người bạn của anh ở nước ngoài. Thật lòng mà nói, tôi chẳng muốn xa chồng chút nào. Hơn nữa chúng tôi mới mua nhà, lại vừa mất khoản tiền vài trăm triệu kia. Nên nếu chồng đi, tôi sẽ phải bán nhà mới có tiền trang trải. Hai vợ chồng cũng suy nghĩ mãi. Cuối cùng chúng tôi quyết định để chồng sang trước. Khi nào anh ổn định ở bên đó thì sẽ đưa tôi đi cùng. Như vậy vừa có tiền mà hai vợ chồng lại được gần nhau. Còn trong thời gian đầu bán nhà, mẹ con tôi tạm thời sẽ về nhà ngoại ở. Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Tháng đầu đi làm chồng tôi đã gửi về được 30 triệu. Anh bảo những tháng sau sẽ có nhiều hơn. Chỉ cần anh chịu khó làm thêm thì sẽ có tiền. Tôi còn dặn chồng chịu khó ăn uống và giữ gìn sức khỏe. Tiền thì kiếm lúc nào cũng được. Sau đợt ấy, chồng tôi đi làm nhiều hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc những cuộc gọi về nhà cũng thưa thớt dần. Nhiều bữa tôi nhắn tin anh còn chẳng trả lời. Lúc gọi lại, chồng chỉ lấy đại một lý do cho xong chuyện. Linh cảm của phụ nữ khiến tôi đoán chồng mình đã có người khác. Tuy nhiên đàn ông xa nhà có những thiếu thốn về mặt tình cảm. Tôi chỉ mong sớm sang đoàn tụ với chồng để cả hai có thể gần nhau hơn. Vậy mà mọi người biết không, hôm qua khi tôi nhắn hỏi chồng về thủ tục để mình đi học tiếng thì anh lại lảng sang chuyện khác. Còn bảo tôi mà đi thì chẳng ai lo cho các con. Đoán rằng chồng đang có chuyện giấu mình, tôi gặng hỏi. Cuối cùng chồng tôi soạn một tin nhắn khá dài. Anh bảo, bên này tốt lắm chắc anh không về nữa đâu. Còn con cái anh sẽ có trách nhiệm chu cấp cho chúng. Em đừng lo, nếu có ai tốt em cứ mở lòng để tìm hạnh phúc. Đọc đến đó mà mắt tôi cay xè. Tại sao chồng tôi lại có tư tưởng ấy cơ chứ? Có lẽ ở nước ngoài, anh đã gặp được người phụ nữ nào đó rồi. Điều tôi đau đáu lúc này là nên đối mặt với quyết định của chồng như thế nào. Bây giờ tôi hoang mang quá. Bất ngờ ban tổ chức của một đêm nhạc không gọi Hồ Văn Cường là ca sĩ. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, có thể nói, từ sau khi nhận được sự hậu thuẫn và giúp đỡ từ phía Bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường đã bắt đầu có những khởi sắc mới trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Từ đây nam ca sĩ trẻ đã chăm chút hơn cho ngoại hình, cũng như có nhiều show diễn hơn.